ASEAN 2023, đoàn Việt Nam tiến lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương. Với thành tích huy chương vàng của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 giờ Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, một huy chương bạc và 10 huy chương đồng, tiến lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng huy chương của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19, ASEAN 2023. Tin vui đến với người hâm mộ thể thao Việt Nam trong buổi trưa ngày thi đấu chính thức thứ 5 của ASEAN 2023, khi xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Á vận hội lần này. Ở lượt bắn chung kết, Quang Huy tranh tài cùng 7 đối thủ khác đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia, Ấn Độ, hai vận động viên, Triều Tiên và Uzbekistan. Kết quả, Quang Huy xuất sắc đạt được số điểm 240,5, vượt qua người đứng thứ hai là Lee Eun Ho, Hàn Quốc, 239,4 điểm, để đoạt tấm huy chương vàng quý giá. Giành tấm huy chương đồng là xạ thủ đến từ Uzbekistan Vladimir Svenikov với 219,9 điểm. Trước đó cùng ngày, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Phan Công Minh và Lại Công Minh cũng tham gia tranh tài ở các nội dung vòng loại cá nhân và chung kết đồng đội nam 10m súng ngắn hơi. Quang Huy cùng các đồng đội đạt tổng số điểm 1.730, xếp thứ 3 sau Ấn Độ, 1.734 điểm, và Trung Quốc, 1.733 điểm, qua đó đoạt tấm huy chương đồng nội dung đồng đội. Xạ thủ Phạm Quang Huy sinh năm 1996 tại Hải Phòng. Anh là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, một tượng đài của bắn súng Việt Nam. Năm 2017, Quang Huy được tuyển lên đội tuyển quốc gia và hiện là học trò của nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh cùng chuyên gia Park Chung Gun. Thật trùng hợp khi nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi mà Quang Huy giành huy chương vàng tại ASEAN 2023 cũng là nội dung mà Hoàng Xuân Vinh từng đoạt huy chương vàng tại Olympic Rio 2016. Chia sẻ sau khi chứng kiến cậu học trò giành huy chương vàng ASEAN 2023, huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh không tránh khỏi xúc động. Anh cho biết thành tích này là kết quả của sự đầu tư, quan tâm của ngành, sự cố gắng của vận động viên và ban huấn luyện đội tuyển. Có thể nói, chiến tích của Quang Huy đã giải cơn khát vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây sẽ là động lực rất lớn giúp các vận động viên trong đoàn nỗ lực hơn nữa để thi đấu đạt thành tích tốt trong những ngày tranh tài tới đây tại ASEAN 2023. Trước đó, đồng đội của anh là xạ thủ Ngô Hữu Vương cũng đã xuất sắc có được tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của đại hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.